chào cả nhà nha. Cả nhà nhìn thấy sâu chăn nuôi nè. Cái này chăn vớt lên làm chế phẩm cho khách nha các bạn. Rất là to luôn, cực kỳ là to. Các bạn có thể hình dung nha, đây là Trang khi mà Trang nuôi trong vem, Trang vớt lên thì Trang cũng ngâm vào vem. Đây là cái nước vem Trang ngâm đây. Đây, Trang cứ ngâm từ thùng như thế này. Ngâm trong vòng 15 phút thì Trang mới vớt lên, Trang bỏ ra thao. Thì các bạn sẽ thấy nha, khi mà Trang ngâm vem thì nó sẽ vàng con sâu này nè. Các bạn có thể so sánh được nha, nó sẽ vàng hơn tí xíu. Mình ngâm vem nó sẽ vàng nha các bạn, những cái con đen nó sẽ xám, nó trắng luôn các bạn. Còn đây là những cái thao Trang đang rửa nè. Đấy, các bạn thấy khi Trang vớt lên thì Trang sẽ ngâm nước, Trang cũng ngâm trong nước một tí rồi Trang mới rửa lại thêm một nước nữa, rồi Trang mới đổ vào ngâm vem xong rồi thì Trang mới vớt để làm chế phẩm nha các bạn. Thì con sâu của mình rất là cực kỳ an toàn luôn. Trang thấy có rất là nhiều bác, rất là nhiều bạn luôn nuôi con sâu này, thì Trang thấy là mình nuôi khô luôn các bạn, nuôi khô rồi cho nó ăn rất là nhiều cái tạp chất, nhưng mà các bạn không hề xử lý cái men vi sinh nha. Thì các bạn vô tình mang cái vi khuẩn về nhà, bởi tại sao mà các bạn thắc mắc là gà các bạn chết rất là nhiều, bởi thừa là do ăn con sâu này chết. Nhưng gà nhà Trang hoàn toàn là ăn sâu, các bạn thấy Trang có thể qua cho các bạn xem từ lúc còn nhỏ luôn, từ lúc bắt đầu mà Trang đi học với thầy Hùng về, Trang biết làm cái YouTube thì Trang đã qua cho các bạn xem từ cái đàn gà nhỏ nhất. Thì các bạn có thể là xem được kênh YouTube của Trang, Trang đã từng làm từ ngày nào tháng nào thì các bạn có thể theo dõi nha. Trang bắt cái đàn gà về từ cái ngày đầu tiên luôn, thì trong vòng 3 ngày là Trang đã cho ăn những con sâu nhỏ rồi. Lúc đó Trang chưa biết làm chế phẩm thì Trang chỉ là ăn những con sâu nhỏ thôi. Sau này lớn thì Trang cho ăn sâu lớn, nhưng mà cho ăn như vậy thì nó chỉ ăn sâu thôi các bạn. Các bạn trộn bã đậu vào nó ăn ít lắm, nó lựa sâu nó ăn không đây. Khi mà làm chế phẩm thì nó sẽ hòa quyện với bã đậu thì nó sẽ ăn hết nha các bạn. Nhưng bắt buộc các bạn phải cho thêm ăn bắp nha. Gà mà lớn thì các bạn cho ăn bắp nha các bạn. Nhiều bác Trang cũng làm rất là nhiều cái clip để chia sẻ với bà con mình rồi, nhưng mà rất là nhiều bạn, thực sự rất là nhiều bạn luôn, cứ hỏi chị ơi cho ăn như thế nào, cho ăn ra sao. Thì tùy theo cái gà mình nó ít hay nhiều thì các bạn cho ăn một ngày hai ngày thì các bạn đã hình dung ra được nó ăn như thế nào. Các bạn cứ cân đối thôi đó, các bạn cho ăn thôi. Chứ tùy theo mình mua cái lượng gà ít hay nhiều nha các bạn. Các bạn nhìn thấy nha, khi sâu Trang rửa nó rất là sạch luôn, cực kỳ là sạch. Nên khi mình làm chế phẩm mình lên men thì nó không bị hư nha. Các bạn xử lý nó không sạch thì các bạn lên men thì nó sẽ bị hư nha các bạn. Rất là nhiều bạn cũng nói chị ơi em cũng làm chế phẩm mà nó bị hư rất là nhanh. Còn cái chế phẩm bên Trang làm thì Trang bao cho các bạn nha, để một năm cũng không sao cả, nhưng hoàn toàn từ 100% từ thiên nhiên nha các bạn, không hề một tí hóa chất nào của chợ Kim Biên nha. Hôm nay cô học trò Trang thu hết sâu lên để làm chế phẩm rồi giao cái nước cho khách luôn các bạn. Bữa nay thiếu cái nước cho khách nên là Trang cũng khách lấy 30k nên Trang tranh thủ vớt lên sớm, này cũng hơi sớm. Này khoảng 2 ngày đã vớt là dừa, nhưng mà khách cho em có cái chuyến đi qua đây nên là khách vừa đặt chế phẩm mà vừa lấy cái nước sâu luôn, nên Trang phải tranh thủ vớt sớm lên để giao cho khách đây. Cả nhà nhìn thấy nha, ở nhà mình mỗi người một công đoạn,
Ông xã thì xay ấu trùng, mình thì rửa. Cô học trò thì vớt. Đây, đây là những cái thùng ông xã Trang đã làm thành chế phẩm đây. Đây những cái can Trang đang làm chế phẩm để đóng cho khách đây các bạn. Khách đặt rất là nhiều luôn. Mấy nay nay Trang thu lên rất là nhiều. Mấy hôm nay gián đoạn không có quay gì cả nhà coi được nha. Mời bốn sân. Thơ ca làm sao? À thơ cái thay bàn. Cô học trò Trang chân quay đang làm, cô học trò kiểu xấu lắm đừng quay. Làm mà đòi đẹp nữa. Ta lên đẹp, thơ ca đẹp đi. Thơ chân lọ, cái khên lọ. Bạn nào chưa vợ có muốn làm ma cho làm ma cho cô học trò của Trang nha. Bạn nào đăng ký thì liên hệ Trang nha, Trang sẽ làm ma cho. Anh vô chị cho anh. Cả nhà nhìn thấy những cái thùng này Trang đang đóng cho khách đây. Bữa nay dớ gần hết rồi các bạn, tại vì gà bữa nay cũng hết rồi. Thì hôm nay Trang đang là bán trứng cho khách không, không có nuôi lại được luôn. Tại vì gà còn ít lắm. Bây giờ Trang đang thu lên đã phần làm chế phẩm để bán thôi. Bán chế phẩm thôi chứ còn gà thì còn rất là ít các bạn. Còn ít để ăn Tết thôi. Đấy, bên kia xa xa có một ôm nướng các bạn thấy nha. Cái ô này Trang nuôi nước hơi nhiều các bạn. Thì thu lên nó khoảng được 2, 4, 6, 7. Anh thôi thôi còn đang thức sơ kìa đạp anh thấy anh là mừng lắm anh đang nhớ cái đứa đang nhớ anh nữa. Chui anh chui đi anh là o thôi à cái tôi anh chui là o anh trong nhà anh đang kêu Thảo lại sửa cái dàn karaoke cái thùng bát của em như nó bị đứt dây hay sao á, nó bị một bên không nghe. Trong nhà Thảo đang sửa chắc câu dây rồi thôi à. Nó sửa đâu tốn tiền đâu sợ. Mất công anh sửa mất công tốn bi tốn ngồi đủ thứ hết. Thợ sửa không có tốn tiền. Thợ sửa nhà em mất khi nào tốn tiền lắm. Thợ đây tao là thợ VIP không à. Cả nhà thông cảm nha. Trang cũng có một anh bạn ảnh đi đánh dàn nhạc, anh nói rất là giỏi luôn các bạn. Anh cũng có trên cam chia về cũng đang lạy cô học trò của Trang nữa. Từ lúc mà Trang có cô học trò này rất là nhiều khách đến nhà luôn các bạn. Anh đến mua bia, anh đến mua mồi đủ thứ hết. Có cô học trò này lợi ghê lắm luôn các bạn. Mà cổ khó quá không ưng anh nào hết trơn à. Thôi nói dốc nãy giờ rồi nha. Bây giờ hôm nay Trang cũng chia sẻ với nhà mình cái nướng thu sâu này thật sự là các bạn ơi. Bây giờ Trang tới 2-3 nguồn lấy luôn, một bên thì túi cao su, một bên thì khách quen. Bữa nay anh khách quen này anh đặt anh lấy hết luôn, không vừa giao cho ai nữa hết. Anh lấy một lần là 50 can. Trang cái thu một lần là 50 can thì anh sẽ lấy một lần. Cọc tiền để lấy đàng hoàng nha các bạn. Chứ Trang không có nói suông.
ảnh vừa đặt cái nước sâu mà vừa đặt chế phẩm luôn các bạn. Bữa nay Trang làm chắc 300 kg chế phẩm á, thu hết cái manh này lên cho cỡ vượt 300 kg các bạn. Vừa làm chế phẩm giao cho ảnh mà vừa làm cái nước sâu này thu lên giao cho khách nè. Cả nhà thông cảm, mấy nay do gì ba bệnh nên Trang cũng không có làm video nhiều nha. Trang cứ đi về về lúc nào rảnh thì Trang chạy về xíu, rồi chiều nay Trang lại xuống ba nữa rồi nên không có làm video cả nhà mình coi được. Rồi Trang chia sẻ sơ sơ mình vậy nha, Trang có khách tí có vài coi cho các bạn. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!